Và đó là toàn bộ nội dung trong video. Cảm ơn các bạn đã xem video này, và nếu các bạn thấy video này giúp ích cho các bạn, hãy like, share và subscribe cho kênh của mình để đón chờ những video kế tiếp nha. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau. Bye.